Hello, tôi Trần Vlog. Chào cả nhà ơi. Tôi Trần Vlog xin giới thiệu cho cả nhà đại lễ trăm năm ngày hoằng khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh nghe cả nhà. Rồi mời cả nhà vào nghe để về dự lễ nghe. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cụ Thập Cụ Niên Tòa Thánh Tây Ninh, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, chương trình đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày hoằng khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, 15 tháng 10 Bính Dần 1926, 15 tháng 10 Giáp Thìn 2014, và lễ Hạ Nguyên năm Giáp Thìn 2024 tại Tòa Thánh Tây Ninh. Ngày 14 tháng 10 năm Giáp Thìn dương lịch thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2024, 17 giờ Hội Thánh tiếp khách mời tại Chánh Môn theo nghi thức tôn giáo, hướng dẫn khách mời vào đền thánh dâng hương và tặng quà. Mừng kỷ niệm 100 năm ngày hoằng khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Mời quý khách về quảng đường dùng kẹt nhẹ. Đó, mời quý khách về giảng đường dùng tiền nhẹ nha cả nhà. Rồi quý chức sắc, các ban đại diện hội thánh, các ban cai quản hòa đạo, chức việc và đồng đạo dự tiệc tại trại đường. 18:30 quý chức sắc, các ban đại diện hội thánh, các ban cai quản hòa đạo, chức việc và toàn đồng đạo nam nữ tề tụ tại đại đồng xã trước đền thánh, tùy nhiệm vụ sắp xếp và đơn vị theo vị trí của ban tổ chức quy định. 19:00 hội thánh hướng dẫn khách mời an tọa trên khán đài. Khách mời chức sắc nam phái an tọa tại nơi đông khán đài, chức sắc nữ phái an tọa tại nơi tây khán đài. Trong cái phần này nó có 4 phần. Phần thứ nhất, biểu diễn nghệ thuật tứ linh long mã ngọc kỳ lân lân quy phụng, diễn tấu nhạc đạo và nhạc sắc dân tộc trước khán đài. 2. Hội thánh phát biểu về ý nghĩa ngày hoằng khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ và lễ Hạ Nguyên năm Giáp Thìn 2024. 3. Cảm tưởng của đại diện chức sắc đang hành đạo tại tòa thánh và tại địa phương, phát biểu lãnh đạo chính quyền nếu có. Thì vào ngày 15 tháng 10 năm Giáp Thìn dương lịch thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2024, 0:00 tí thời cúng đại đàn tại đền thánh. 17:00 múa long mã ngọc kỳ lân nhạc sắc dân tộc trước đền thánh và báo ân từ. 8:00 cúng cụ quyền thất tổ tại hậu điện báo ân từ. 9:00 cúng cụ quyền thất tổ tại trại đường có trống nhạc. 12:00 ngọ thời cúng đàn Đức Phật Mẫu tại báo ân từ. Đó, tại Trần Quy Đốc xin thông báo đến cả nhà và các tín đồ tôn giáo trong nước và ngoài nước xa gần xem cái thông báo của Hội Thánh tài vừa đọc lên cho cả nhà mình nghe
và xem để biết ngày đến dự đại lễ của Tòa Thánh Tây Ninh cả nhà. Nếu cả nhà xem thấy hay thì cái ngày mấy ngày đó Tài cũng trực tiếp tại Tòa Thánh để quay video, video làm clip để gửi đến cho bà con cô bác đồng đạo xa gần xem và ủng hộ. Bà con bác thấy hay thì đăng ký kênh YouTube, đăng ký kênh YouTube của Tài Trần Vlog nha cả nhà. Rồi cả nhà mình mở YouTube lên thì bấm tìm Tài Trần Vlog thì thấy Tài và đăng ký. Đăng ký xong cả nhà bấm vào cái chuông ha, để nhận những cái video, những cái video tiếp theo của Tài gửi đến cho cả nhà mình xem và ủng hộ ha. Cả nhà yêu thích đạo Cầu Đài thì cả nhà mình đăng ký để đón xem những video mới để Tài ra video cho cả nhà mình xem thưởng thức từ ở xa ha. Cả nhà mình không có đến dự đại lễ kỷ niệm được thì cả nhà ở nhà xem video của Tài ha. Cả nhà mình đăng ký rồi xem, like, chia sẻ cho cộng đồng trong nước và ngoài nước biết. Đến ngày kỷ niệm 100 năm ngày đại lễ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì tổ chức 2 ngày nha cả nhà. Chương trình đại lễ thì Tài cũng công bố lên cho cả nhà mình biết rồi đó, mà tổ chức ngày 14 và ngày 15 tháng 10 năm Giáp Thìn ha. Cả nhà mình đón xem, ủng hộ. Ai nếu ai chưa có đăng ký kênh của Tài Trần Vlog thì đăng ký kênh, Tài gửi lên cho các bạn xem TikTok. Nếu nghe cái lời thông báo của Tài Trần Vlog thì hãy đăng ký, nhanh tay đăng ký ha. Mở YouTube bấm Tài Trần Vlog thì cả nhà đăng ký kênh cho Tài rồi xem video ủng hộ Tài cả nhà ơi ha. Thì cuối cùng không có gì hơn, Tài chúc cho cả nhà mình và các đồng đạo, các tín đồ xa gần trong nước và ngoài nước có một ngày mới thật an lành, vui tươi hạnh phúc ha. Gia đình luôn luôn lúc nào cũng an lạc, làm ăn phát tài phát lộc ha. Tiền vô như nước, tiền ra như giọt tàu phơi đen. Thôi cuối clip thì không có gì hơn, thì Tài mong cả nhà có xem những cái thông báo của Tài trên TikTok thì cả nhà mình đăng ký, mở YouTube lên cả nhà mình đăng ký Tài Trần Vlog rồi xem những cái video Tài Trần trực tiếp phát lên kênh của Tài ở trên YouTube, thì cả nhà mình đón xem và ủng hộ Tài nghe cả nhà. Đó, cả nhà nào có đăng ký rồi thì cho Tài xem rồi cho Tài một like, một chia sẻ ha. Còn cả nhà nào chưa đăng ký thì đăng ký nha. Rồi đăng ký rồi cả nhà nhớ bấm vào cái chuông. Đó, đăng ký xong bấm vào cái chuông. Đó, để cả nhà nhận được những cái video của Tài phát lên để xem và ủng hộ Tài Trần Vlog nha cả nhà. Nhớ nha cả nhà. Nhớ đăng ký kênh nha. Nhớ đăng ký kênh Tài Trần Vlog. Vào YouTube thì vào YouTube cả nhà bấm Tài Trần Vlog là nổi Tài lên. Đó. Hình cái nick hình cũng y như TikTok luôn. Đó. Thì thôi Tài cảm ơn cả nhà nhiều ha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà những cái video clip hay gửi đến cả nhà xem nha. Trên YouTube nha cả nhà. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.